khởi hành hành trình vùng sâu vùng xa miền Đông và vùng sông rạch đồng bằng sông Cửu Long ngày hôm nay. Nó không chỉ dừng lại từ cuộc hành trình của một cái doanh nghiệp, một cái tập đoàn, mà nó mang một cái hình ảnh của quốc gia. Hy vọng là cái cuộc hành trình từ trái tim nó sẽ đến và sẽ thắp sáng được những cái ước mơ của các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên tân sinh viên có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Cầm trên tay rất là nhiều những cuốn sách quý như thế này và được trao tới cho tất cả các bạn sinh viên từ những cái vùng núi khó khăn nhất tới những cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì thật sự đối với Duyên thì Duyên nghĩ là đây là một cái điều mà niềm hạnh phúc nhất của mình và là một cái điều thật sự rất là ý nghĩa đối với thanh xuân của mình. Tất cả những cái cuốn sách quý từ tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ là một cái hành trang, thật sự là sẽ là những cái vũ khí rất là sắc bén cho tất cả các em sinh viên mà các em sau này muốn bước ra đời, và chắc chắn là sẽ trở thành những người có ích cho xã hội và cho đất nước Việt Nam mình. Cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Đây là thật sự là một hành trình mà có thể nói là mang lại rất là nhiều cảm hứng để cho tụi sinh viên của tụi em. Chương trình Hành Trình Từ Trái Tim là một chương trình rất bổ ích đối với tất cả mọi người, như là sinh viên như tụi em, và mang kiến thức đến cho tất cả mọi người. Và năm cuốn sách mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ mang đến cho tụi em, mà tụi em rất là cảm ơn chương trình. Em rất thích và theo dõi chương trình này từ rất lâu rồi. Chứng kiến câu chuyện các em sinh viên hiện nay đang một bên tay mình một cái điện thoại di động và rất là ít đọc sách, và chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện cho các em để các em có thể là sử dụng sách giấy để các em có thể tham gia rất là nhiều với những sự liên kết đối với các cái đơn vị, và đặc biệt hôm nay là những cuốn sách rất là quý đến từ Khởi Nghiệp, đến từ Tập đoàn Trung Nguyên, đến từ Hành Trình Từ Trái Tim. Cái chương trình này mang đến cho tụi em rất là nhiều cái thông điệp, và đặc biệt là thông điệp kêu gọi mọi người cùng đọc sách. Thì trước giờ giới trẻ hiện nay thì họ không có thích đọc sách, nhưng mà qua cái chương trình này thì tụi em nghĩ là em và các bạn trẻ thì sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình, sẽ ngày càng là đọc nhiều sách hơn. Cảm thấy rất là xúc động. Thực sự những cái điều mà những nhà lãnh đạo và các anh chị đang làm, nó chạm đến trái tim là người cùng làm với mọi người giống như Thùy. Và Thùy cảm thấy cái việc mà chúng ta mang những cuốn sách trao tận tay cho từng người, nó vô cùng ý nghĩa. Nó là sự kết nối, nó là sự chia sẻ về kiến thức, về kinh nghiệm sống.